Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, tối ngày hôm qua thì chúng ta không có chuyện dọc đời nổi trôi tập 32 này. Vì Đình Duy vướng một chút việc cho nên là không thể đọc kịp để gửi tới quý vị khán thính giả. Thì ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp tập 32 tác phẩm truyện Dòng đời nổi trôi. Rất mong quý vị khán thính giả thông cảm và tiếp tục ủng hộ Đình Duy và ủng hộ tác giả bằng cách bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy. Cho Đình Duy, cho tác giả một nút like, nút share và để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 32, Dòng đời nổi trôi, qua giọng đọc Đình Duy. Em thấy anh vẫn còn tình mà. Lần thứ hai cậu hỏi câu này rồi đấy. Ý là cậu không muốn làm chuyện này. Khôi Nguyên ở ghế sau uể oải bóp trán. Không, em không có ý đó. Mà đường này hình như cũng về được phải không anh? Tôi lấy việc hỏi đường lảng tránh câu hỏi của Khôi Nguyên. Là nhà này ạ. Ừ, đây là nhà ba mẹ tôi. Khôi Nguyên chỉ tôi dừng trước cửa một ngôi biệt thự nằm trong một khu đô thị có tiếng. Vậy ra, đây chính là nhà của ba mẹ Ngọc. Cũng không có gì quá bất ngờ so với những suy đoán trước đó của tôi. Để xe ở sân, rồi vào trong nhà với tôi nhé. Khôi Nguyên nói xong, liền rời khỏi xe. Không hiểu là có chuyện gì đấy. Tôi băn khoăn đánh xe vào sân. Từ lúc gặp Khôi Nguyên đến giờ, tôi vẫn chưa rõ anh ta có ý gì. Sự khó đoán vốn có của Khôi Nguyên làm tôi còn không dám chắc chắn về cái hy vọng khấp khởi từ lúc nhận điện từ anh ta nữa. Anh cứ lên tầng, rồi đi thẳng vào trong. Bảo vệ thấy tôi do dự bèn chỉ dẫn hướng vào phòng khách của ngôi biệt thự. Bước qua vài bậc cầu thang, đi thẳng tiếp vào bên trong, tôi đã tìm thấy nơi cần tìm. Màu sắc sáng vàng của ánh đèn, giấy tường và những đồ vật đắt giá bóng bẩy nổi bật ngay giữa khoảng không gian ô cửa đang mở sẵn, thể hiện đúng chức năng sang trọng và gia tăng đẳng cấp cho ngôi biệt thự. Bước chân thêm vài bước cuối tới cửa phòng, chút hồi hộp thoáng qua trong hơi thở của tôi, vì trong phòng lúc này, ngoài Khôi Nguyên còn có chủ tịch Đăng, ba của Khôi Nguyên và Ngọc, tay trường và một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này nhìn thoáng qua có nét quen quen. Sau vài giây ngờ ngợ, tôi mới nhận ra ông ta tên là Luân, là một trong những cổ đông lớn nhất của công ty và cũng chính là bố tay trường. Vào đi Tuấn, con xin phép giới thiệu một chút, đây là Tuấn, bắt đầu từ hôm nay sẽ là trợ lý mới của con. Tôi cất tiếng chào, vừa đúng lúc nhận ra nét sừng sốt trong mắt trường. Ồ, trợ lý mới của Khôi Nguyên thì ra chính là cậu à? Có phải trước đây từng làm cùng phòng kế hoạch kinh doanh với Ngọc phải không? Bác chủ tịch tỏ vẻ thích thú khi nhận ra tôi. Dạ vâng. Đã là trợ lý của giám đốc rồi, cũng nên biết qua các vị trí quan trọng trong công ty chứ. Dạ vâng, cháu rất mong được bác và mọi người chỉ bảo. Vì này tên Luân, là cổ đông của công ty. Còn đây, sếp cũ của cậu, nên chắc không cần phải giới thiệu nữa. Chủ tịch đang chỉ tay về phía trường ngắn gọn. Giới thiệu vậy được rồi bạn. Giờ chúng ta bàn tiếp công chuyện nhé. Này con đưa cậu ấy đến đây, cũng là để tiếp cận dần với công việc mà. Trước khi tôi và Khôi Nguyên về, mọi người vẫn đang bàn về vụ đấu thầu sắp tới và việc tạo hợp tác ăn chia công trình với công ty Z của Trần Nam. Vụ này xuất hiện trong cái phần đi công tác ở Đà Nẵng. Là cuộc họp bàn của những vị trí then chốt trong công ty, nên hiển nhiên có thêm nhiều thông tin và vấn đề mới mà trước giờ tôi chưa hề được biết. Để tôi tiễn cậu. Khôi Nguyên chủ động tiễn tôi về. Cuộc nói chuyện vừa rồi có những ý như vậy. Cậu đã nắm được chưa? Dạ được anh ạ. Có thêm một số vấn đề mới nên lát em về sẽ tổng hợp rồi phân tích lại một lượt nếu anh cần. Được rồi. Cảm thấy cần thì cậu cứ làm. Cố gắng làm tốt mọi thứ có thể nghĩ ra. Sẽ không thừa đâu. Vâng, mà anh ạ, việc nhận em làm trợ lý đã có quyết định chính thức chưa ạ? Tôi vẫn còn chút mơ hồ chưa chắc chắn. Chuyện nhỏ đó cậu không phải lo. Sang tuần sẽ có hợp đồng mới dành cho cậu. Dạ, tuy nhiên, có điều này tôi cũng cần phải nói rõ. Vâng, em nghe ạ. Thứ nhất, làm việc trực tiếp dưới quyền tôi không hề dễ chịu. Vâng. Cái thứ hai, những thứ cậu đưa ra để mặc cả với tôi vẫn nhớ. Chỉ cần thấy lỗ một chút, tôi sẽ loại bỏ ngay. Tôi chưa hề nói suông bất cứ một điều gì. Cậu muốn hiểu đây là lời nhắc nhở hay lời cảnh báo cũng được. Làm tốt việc của mình thôi, chưa đủ. Cái tôi muốn chính là sự hết mình của cậu vì tôi. Cậu hiểu rồi chứ? Vâng, em hiểu. Tốt lắm. Khôi Nguyên gật đầu lạnh lùng, vỗ vỗ bả vai tôi. Không hiểu sao, lúc này tôi có cảm giác giống như mình vừa tự bán chính mình vậy. Anh Nguyên, có chuyện riêng em cần bàn với anh.
Tay Trường gọi với Khôi Nguyên khi tôi vừa khuất bóng sau cánh cửa ngôi biệt thự. Nhìn vẻ không cam lòng của hắn ban nãy, cũng có thể đoán ra phần nào chuyện riêng mà hắn muốn bàn với Khôi Nguyên là gì. Việc trở thành trợ lý của Khôi Nguyên là một thay đổi tương đối lớn đối với tôi. Cái phải nói trước tiên là về mặt tâm lý. Sau buổi tối hôm nay tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm giác khoan khoái, thảnh thơi, cứ như mình vừa rũ bỏ thành công một đống nợ dai như đỉa vậy. Bạn bè, người thân nhận được tin đều mừng cho tôi. Anh Dũng mặc dù đã về Bắc Giang, trước giờ vốn không hiểu rõ công việc của tôi thế nào, cũng tỏ vẻ rất vui khi cảm nhận được sự hứng khởi của tôi qua cuộc gọi muộn. Xuân Chóa thì càng không phải bàn, cái thằng có lẽ là muốn tôi bật bãi khỏi cái phòng ấy nhất. Em ngủ chưa? Đã gần 12 giờ đêm, nhưng tôi vẫn muốn gọi cho Ngọc để thông báo việc này. Em đang chuẩn bị. Ngọc hơi uể oải trả lời tôi. Anh đánh thức em à? Không có gì đâu, em chưa ngủ mà. Có chuyện gì không anh? Anh Nguyên đã nói gì với em chưa? Anh Nguyên à? Không. Em có thấy nói chuyện gì đâu. Có chuyện gì về anh? Anh chính thức phải rời phòng mình rồi em ạ. Tôi làm bộ ảo não. Anh đừng buồn, để em nói chuyện với ba thử xem. Thế nào cũng có cách rút lại quyết định mà. Cảm ơn em, nhưng anh không muốn. Tự anh không lo được cho mình, lại phải nhờ đến ba em, thì anh còn mặt mũi nào nữa. Tôi nói ra suy nghĩ vốn có của mình. Anh đừng nói vậy. Chúng mình yêu nhau thì phải dựa vào nhau chứ. Em biết anh có suy nghĩ như vậy nên trước giờ không dám can thiệp vào chuyện của anh. Nhưng việc đã thế này, anh để em nói chuyện với ba nhé. Không kịp rồi em ạ. Anh phải rời phòng để làm trợ lý cho anh Nguyên rồi. Tôi cố gắng nín cười. Hả? À, dám gạt em nhá. Được lắm. Em ở đấy thì anh chết với em. Bây giờ mới chính thức tỉnh ngủ phải không? Cười. Cười cái gì mà cười? Mà quyết định khi nào vậy anh? Hôm nay là cuối tuần rồi mà. Hồi tối anh Nguyên nói chuyện với anh. Sang đầu tuần là có quyết định thôi. Tôi không kể cho Ngọc về cuộc gặp gỡ tối nay ở nhà ba mẹ cô ấy. Vậy là tốt rồi. Mà kể cũng may thật. Chuyện này đến đúng là lúc anh Nguyên cũng đang cần tìm trợ lý. Thì anh có số hưởng mà em. Hưởng cái gì mà hưởng? Không phải à, có số hưởng vậy anh mới yêu được em chứ. Đồ con dê, không nói chuyện với anh nữa, em ngủ tiếp đây. Em này, anh nói nhanh đi, em bắt đầu thấy kêu rồi đây này. Anh nhớ em quá, mai mình đi chơi nhá. Giờ anh chỉ muốn được bên em thôi. Mai à, mình gặp nhau suốt còn gì anh. Vẫn chưa đủ, anh vẫn không chịu được. Nhưng mà ngày mai em... Mai em bận à? Vâng, mai em có việc rồi. Thôi, vậy để khi khác vậy. Tôi trầm giọng, cảm giác được sự do dự của Ngọc. Vậy hôm nào sắp xếp được mình đi anh nhé. Thôi em ngủ đi. Vâng, bye bye anh yêu. Tôi tắt máy, cảm thấy niềm vui không được trọn vẹn như lúc ban đầu. Vừa rồi mặc dù không muốn hỏi tới để Ngọc đỡ khó xử vì phải giải thích, nhưng tôi cũng lờ mờ đoán ra kẻ ngáng đường ấy là ai. Cái khuôn mặt kiêu căng, đáng ghét ấy lại hiện lên lù lù trước mặt. Sáng thứ hai đầu tuần, vừa đến công ty, tôi đã lập tức được mời lên phòng nhân sự để trực tiếp đàm phán hợp đồng mới. Cái này thì không có gì quan trọng. Chỉ buồn cười là ngày hôm nay tôi lại trở thành nhân vật chính trong buổi họp chợ thường niên nơi phòng làm việc cũ của tôi. Mức độ truyền tay nhau những tin tức công khai trong cái công ty này quả thực đáng nể. Khi buổi sáng tôi mới làm hợp đồng xong, thì đến gần trưa, tin tức ấy đã được hầu hết các đồng nghiệp cũ trong phòng update đầy đủ. Vậy là em bây giờ lại về làm trợ lý cho anh Nguyên à? Mụ Tâm và nhiều kẻ khác trong phòng có lẽ vẫn chưa tin vào tai mình sau tin tức vừa nghe được. Bốn chữ thất vọng, chưng hửng hiện rõ mồn một trên nét mặt họ sau khi nghe chính tôi xác nhận màn thoát hiểm của mình. À vâng, đúng là có chuyện này thật. Nhân đây em cũng xin cảm ơn tất cả mọi người phòng mình. Em có được ngày hôm nay, phần lớn là nhờ vào sự giúp đỡ và ủng hộ chân thành của mọi người. Anh Nguyên có nói với em là anh ấy đánh giá rất cao sự đoàn kết của anh chị em phòng mình đấy ạ. Tôi chậm rãi nói bằng giọng rất đỗi chân thành, nhưng dường như điều này lại làm cho một vài người cảm thấy lạnh gáy. Có một cơ số không nhỏ những ánh mắt cố ý lảng tránh khi mắt tôi quét qua họ. Lũ bỉ ổi. Tôi cười thầm trong lòng, tự dặn mình không được quên cái việc xử lý những kẻ này khi có thể, đặc biệt là tay Vũ và Mụ Tâm. Vẻ mặt của họ vừa rồi khó tả quá anh à. Uyên Nhi cười nói khi tôi mời cô ấy ăn trưa. Kiểu giống như đang cực khoái phải không? Anh này rất chi là bậy bạ nhé. Uyên Nhi lườm tôi cười. Anh nói sai à? Chẳng phải mấy người bọn họ để muốn anh ao khỏi phòng sớm ngày nào, tốt ngày ấy còn gì. Giờ anh chính thức nhận quyết định rồi, họ thỏa mãn là đúng thôi. Hết nói được với anh, mà kể cũng may thật,
Lúc mới nghe mọi người kháo nhau, em vẫn chưa tin đâu. Đến khi anh về phòng nói chuyện, em mới thở phào. Sao mà thở phào? Em lo cho anh à? Vâng, thì đúng là lo chứ. Anh mà phải rời công ty thì em biết tìm đâu ra xe ôm cao cấp khi cần đấy. À, lý do cao thượng nhỉ? Em làm anh bắt đầu thấy tiếc bữa trưa nay rồi đấy. Vậy hả? Vậy em gọi thêm kem nữa cho anh hối hận luôn một thể nhé. Vừa vừa thôi, ăn nhiều béo húp lên, không kiếm được xe ôm trọn đời là lại khổ anh đấy. Em không có buông tha cho anh dễ dàng như vậy đâu. Em ơi, cho chị hai ly kem nữa nhé. Sao nhìn gì em ghê vậy? Một ly cho em, một ly cho anh mà. Em không ăn hết đâu, mà chưa chi đã sợ. Vẫn còn biết nhớ tới phần anh là được rồi. Mà như này, bạn này em nói chị Ngọc đi đâu nhỉ? Em cũng không rõ, nhưng là đi cùng anh Trường. Chắc lại có việc trên phòng nội bộ hay là hội đồng gì đó thôi. Anh định hỏi về việc bàn giao công tác à? À, ừ, hôm nay là ngày cuối anh ở phòng mà sao vẫn chưa thấy tăm hơi nhân viên mới đâu. Nghe mọi người bảo chiều nay mới đến anh ạ. Chiều nay? Đầu giờ chiều, Ngọc và Thái Trường cuối cùng cũng trở về. Đi theo cùng còn có một thanh niên khoảng 25 đến 28 tuổi. Vẻ mặt Thái Trường vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Mà hiện tại tôi cũng chẳng để tâm tới thái độ của hắn nữa khi đã thoát khỏi cái vòng kiềm tỏa mà hắn tạo ra quanh tôi kể từ ngày gia nhập cái phòng này. Giờ là lúc tôi có thể vùng vẫy, nghĩ tới những kế hoạch đã xây dựng trước đó trong đầu. Mọi người dừng tay, nghe tôi giới thiệu nhân viên với một chút nha. Đây là Vinh. Thì ra người thanh niên đi cùng này chính là nhân viên mới của phòng. Có thể gọi là người thay thế tôi cũng được. Kính cận, sơ mi trắng tinh, nhẵn nhụi, nòm dáng dấp cũng là người có học thức, năng động. Cậu Vinh và Tuấn vào phòng tôi nha. Tay Trường giới thiệu xong liền gọi tôi vào phòng hắn. Em cũng đang muốn bàn giao mọi công việc còn lại cho anh. Được rồi, quyết định rời phòng của cậu sáng nay đã có rồi. Đây là Vinh, như tôi vừa giới thiệu. Mọi công việc còn lại cậu cứ bàn giao tất cả cho cậu ấy. Chào Tuấn, mình là Vinh, rất mong được giúp đỡ. Vinh chủ động bắt tay tôi, thái độ có vẻ thân thiện. Không có gì ạ, đây là trách nhiệm chung thôi mà. Như vậy được rồi, hai cậu trở về làm việc đi. Tuấn cố gắng hỗ trợ Vinh những thứ mà cậu ấy chưa rõ giúp tôi nhé. Thái Trường mỉm cười nhìn tôi. Người thanh niên tên Vinh đứng bên cạnh chắc cũng chẳng thể tưởng tượng nổi nụ cười ấy giả tạo đến mức nào. Tuấn sắp xếp công việc khá khoa học đấy. Mình thực sự thấy nhàn khi làm việc cùng cậu. Chăm hay không bằng tay quen thôi anh ạ. Việc hệ thống trình tự số liệu căn bản thế này chắc cũng không phải việc lạ lẫm với anh. Ừ, nhưng không có nhiều đồng nghiệp nghĩ giống mình. Như team cũ trước đây của mình cũng phải chọn lọc kỹ sau một thời gian mới thành được một nhóm ăn ý. Mình vừa về đây đã được anh Trường yêu ái giao cho quyền trưởng nhóm trong khi vẫn chưa biết nhiều về mọi người và công việc ở đây hoạt động như thế nào. Rất may là có cậu nên thứ mình nắm bắt mới dễ dàng hơn. Tay này vừa về đã lĩnh ấn team leader thay mụ tâm cộng với việc trao đổi công việc nãy giờ thì người này quả thực có thực lực giống như Tài Trường đã nói. Tôi ngoài mặt trao đổi, bên trong là âm thầm đánh giá con người trước mặt mình. Tạm gác là niềm vui dài hạn, tôi bắt đầu làm quen dần với công việc mới của mình. Nhiệm vụ mới, kỹ năng mới, những guồng coi hoạt động thì vẫn như vậy. Ngoài việc liên tục phải theo kịp Khôi Nguyên trong mọi công việc chuyến đi, tôi còn phải lên bộ khung công việc và quán xuyến gần như mọi công tác của anh ấy, đảm bảo mọi thứ đều vận hành chính xác, kịp thời và đầy đủ. Thời gian đầu, thủ tục tôi bị ngợp bởi khối lượng và lịch trình làm việc của Khôi Nguyên, bảo sao vẫn cần thêm một trợ lý phụ nữa phân bổ công việc cùng với tôi. Cũng may Khôi Nguyên là người kiên nhẫn, sai lầm thiếu sót nào về giấy tờ hay giờ giấc mà tôi gây ra, anh ấy cũng chỉ nhắc nhở dặn dò tôi trước tiên cần phải bình tĩnh, sau đó mới tính đến các giải pháp xử lý và giải quyết hậu quả. Đây cũng có thể coi là bài học quan trọng đầu tiên mà tôi học được từ anh ấy. Tâm lý được cởi trói sau chuyện với Tay Trường cộng với phẩm chất làm việc của vị sếp mới giúp tôi phần nào thích nghi nhanh chóng hơn với vị trí mới của mình. Gần một tháng qua đi, ngày ăn hỏi và thành hôn của Xuân và Ly cuối cùng cũng đến. Về chuyện cưới hỏi cũng không có nhiều thứ để nói vì đám cưới nào bây giờ cũng mặc định tương tự nhau cả. Điều đó nói là lần này tôi đưa Ngọc theo dự tiệc cùng. Đây cũng là lần ra mắt chính thức đầu tiên của cô ấy trước đám bạn của tôi. Tất nhiên là với tư cách bạn bè, vì cùng bàn tôi hôm nay ngồi cạnh Hằng còn có Gia Huy. Bia rượu no nê lại phải ra vào nhà vệ sinh để giải quyết. Đúng lúc tôi vừa hành sự xong thì Gia Huy bước vào. Hôm nay uống hơi nhiều phải không Tuấn? Gia Huy nhìn tôi cười. Vâng anh, cũng may là bia chứ không phải rượu, uống vào chỉ thấy no. Tôi chậm rãi rửa tay, chờ Gia Huy hành sự xong để cùng ra. Ác cảm mà tôi từng dành cho anh chàng này theo thời gian đã giảm đi rất nhiều. Có lẽ là nhờ vào phần tình trạng hạnh phúc hiện tại của Hằng. Nếu như không có gì thay đổi thì cuối năm nay, cô bạn mít ướt ngày nào của tôi cũng sẽ lên xe bồng với người đàn ông từng một lần làm cô ấy đau khổ và tạo nên sự định kiến trong tôi. Công việc của anh vẫn tốt chưa? Em nghe nói báo cáo hai quý đầu năm vừa rồi, bên y của mình rất khả quan thì phải. Cảm ơn cậu, công ty nói chung vẫn hoạt động bình thường.
làm tốt những cái cần phải tốt thôi. Còn công việc ở ích của cậu thì sao? Cũng tốt chứ Tuấn? Vâng, công việc của em vẫn tốt ạ. Anh có nghe Hằng kể, cậu vừa lên làm trợ lý giám đốc cho sếp Nguyên phải không? Dạ vâng. Khá đấy, nghĩ lại mà tiếc trước đây. Trước đây làm sao hả anh? Thì anh đã gợi ý như vậy rồi, nhưng cậu cũng không chịu để ý công ty bên anh. Anh nói quá rồi, công ty lúc nào chẳng có nhân tài xếp hàng tuyển dụng, đâu có tới lượt em chứ. Mà anh nghe nói, trước khi lên làm trợ lý, cậu cũng gặp khá nhiều khó khăn phải không? Chuyện này, cậu là bạn của Hằng, lại là người anh từng để ý, nên có nhiều cách để biết mà. Vâng. Quả thực thời điểm đó là thời gian khó khăn nhất trong công việc của em. Là vậy đấy, mọi thứ không bao giờ là chắc chắn cả. Vì vậy lời đề nghị của anh, cậu cứ giữ lấy. Khi nào có suy nghĩ khác, thì hãy liên lạc với anh, thế nhá. Giao Huy nháy mắt cười với tôi. Sự thực nếu không làm cho ích thì Y cũng là một công ty đáng để đầu quân. Có điều ở đó lại không có Ngọc, không có mục tiêu của cuộc đời mà tôi muốn theo đuổi. Vài tháng sau, công việc bận rộn hơn hẳn trước đây, nên thời gian tôi dành cho Ngọc cũng vì vậy mà giảm sút theo. Hay nói một cách chính xác thì chúng tôi bị lệch pha nhau về giờ giấc. Điều này gây cho tôi một cảm giác vô cùng khó chịu, khi thay trường hàng ngày vẫn săn đón kề cận bên Ngọc như hình với bóng ở công ty. Có những ngày liên tiếp không được gặp, được nhìn thấy cô ấy làm, dâng lên trong lòng tôi những nỗi nhớ cồn cào. Trong thâm tâm như có những cơn sóng dữ đang gầm vang, gào thét. Vừa gọi điện cho ai mà nhìn mặt cậu bần thần như vậy? Khôi Nguyên đẩy cửa bước vào, tôi bất đắc dĩ mỉm cười sám ngoét, nhớ lại cuộc nói chuyện không vui vừa rồi với Ngọc. Tối nay anh bay ra rồi phải không? Vậy ngày mai mình đi chơi nhé, em nhớ anh. Chụt, anh xin lỗi, công việc phát sinh nên tối nay anh chưa thể về ngay được. Anh xin lỗi, Ngọc, em nói gì với anh đi chứ? Vậy tại sao anh không gọi cho em? Phải đến khi em gọi anh mới chịu nói với em. Là lỗi của anh đã định gọi cho em từ lúc anh Nguyên nói chuyện rồi, mà mệt quá nên thiếp đi tới tận lúc em gọi. Anh xin lỗi mà, đừng giận anh được không? Hai ngày nữa anh về, rồi mình đi chơi, anh hứa là sẽ dành hết thời gian cho em. Anh đã bận như vậy rồi thì hãy cố hoàn thành tốt công việc của mình, còn chuyến đi chơi, em nghĩ là không quan trọng đâu. Không, quan trọng mà em. Anh biết đã hai lần thất hứa với em, cũng chỉ vì thời gian chúng mình lệch nhau quá. Anh hứa lần này sẽ không làm em thất vọng nữa. Nếu là hai ngày nữa thì em có việc rồi. Chuyện này em nghĩ để sau chuyến công tác của mình bàn lại cũng được. Thôi, anh mệt thì nghỉ tiếp đi. Cố gắng đừng vì công việc mà thức khuya quá anh nhé. Ngọc này, em nghe anh nói đã. Tốt, tốt, tốt. Trời đã về xế chiều, hoàng hôn ở Sài Gòn đượm một dải vàng lam, hồng tía, nơi chân trời. Cũng có chút gì đó vị buồn ngai ngái như hoàng hôn Hà Nội. Mấy hôm nay vất vả đủ rồi, tối nay nghỉ xả stress nhé. Khôi Nguyên đưa ly rượu vừa rót cho tôi. Vâng, anh cứ nghỉ trước đi. Em đang định tối nay kiểm tra lại một lần nữa những yêu cầu phía mình dành cho buổi tiếp đối tác ngày mai. Như vậy là không được. Tôi đã nói với cậu thế nào rồi? Những người chết chìm trong công việc là những người khó có thể đạt được thành công lớn. Vậy nên em mới làm trợ lý cho anh. Hiện tại là vậy. Nhưng còn tương lai, cậu nghĩ sao nếu như một người con gái yêu cậu nghe được những lời an phận như vậy? Dạ thì em đang nói là hiện tại mà anh, tương lai chưa đến nên em chưa dám nghĩ nhiều. Lời Khôi Nguyên vừa nói làm tôi thoáng chột dạ. Một mặt không rõ liệu anh ta có phải đang muốn ám chỉ Ngọc hay không. Mặt khác tôi cũng thầm tự răn chính mình, không bao giờ được cam chịu vì một tương lai mang tên người con gái tôi yêu. Thôi được rồi, nghĩ gì tùy cậu. Giờ chuẩn bị đi, ăn tối xong, chúng ta đi tìm chút gì đó giải khuây. Tiếng nhạc đặc trưng trong một quán bar ở trung tâm Sài Gòn. Quán này là quán quen của anh ạ? Tôi hỏi ngạc nhiên vì thấy bartender có vẻ biết Khôi Nguyên. Có vào vài lần nên họ nhận ra thôi. Bar này đánh nhạc hợp tai, không khí lại thoải mái, nên hầu như lần nào vào Sài Gòn tôi cũng đào qua. Rượu qua rượu lại vài ly, chỉ sau một lúc hơi men đã thấm từng ngụm theo hơi thở. Tuấn, uống đi. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều về công việc, nhất là đang giải trí thế này, có suy nghĩ cũng không hiệu quả đâu. Tôi cười không đáp. Trong lòng suốt từ chiều đến giờ hầu như chỉ nghĩ về Ngọc. Một chút vui vẻ cũng không có thì tâm trí đâu để ý tới những chuyện khác nữa. Theo tôi cũng đã vài tháng, cậu không thấy tôi kỹ tính hay khắt khe quá chứ? Không hề ạ. Ngược lại em thấy anh khá kiên nhẫn với em. Cái đó không thể gọi là kiên nhẫn, là tôi tạo điều kiện để quan sát và đánh giá cậu thôi. Nếu cậu không đạt yêu cầu, tất nhiên tôi sẽ tìm người mới. Vậy bước đầu có thể coi như em đã đạt yêu cầu. Yêu cầu tối thiểu. Đừng mắc bẫy tâm lý của tôi mà hài lòng với những gì đã làm được. Thời gian sắp tới còn thử thách xem cậu có thể mang lại cho tôi những gì. Thời gian cam go sắp tới,
Tôi cụng ly với Khôi Quyên. Tuấn này, nhớ có một dạo cách đây cũng lâu rồi, tôi có hỏi cậu về Ngọc thì phải. Trong lòng tôi bỗng thấy lạ lùng, không hiểu sao đang tự nhiên Khôi Nguyên lại nhắc đến Ngọc. Có phải không nhỉ? À, đúng là có một lần anh hỏi em về Ngọc. Ờ, đôi khi nghe người khác nhận xét về người thân của mình cũng là điều thú vị. Mà tôi nghĩ lại rồi, cậu là bạn của nó nên xem ra nhận xét của cậu chưa hẳn là đã khách quan. Nếu anh nghe từ những người xa lạ, trên danh nghĩa xã giao, thì em nghĩ nó còn thiếu khách quan hơn nữa. Ít nhất cũng phải là người hiểu về Ngọc thì mới có thể nhận xét. Nghe cậu nói thì hình như cậu cũng khá hiểu khá nhiều về cái Ngọc nhà tôi. Dạ, cái này cũng không hẳn ạ. Đến lúc tôi nhận ra mình bị gài thì đã muộn. Khôi Nguyên quả thật là cao thủ trong đối thoại và khai thác sơ hở của người khác. Vậy à? Ừ, lì nữa nhá, sắp cạn rồi kìa. Em đủ rồi ạ. Sao vậy? Đi với tôi lâu như vậy rồi. Cậu thừa biết là tôi không muốn uống một mình khi có người đối diện mà. Khôi Nguyên ra hiệu với bartender rồi thờ ơ nhìn tôi soi xét. Vâng, vậy thì để em tiếp anh. Tôi đón lấy chiếc ly, ánh mắt bình lặng đối diện với cái nhìn của Khôi Nguyên. Là bạn của nhau đã được một thời gian, cậu có thấy Ngọc là một người mạnh mẽ không? Khôi Nguyên bất ngờ đi sâu hơn vào chuyện về Ngọc. Em thấy Ngọc là một cô gái khá có cá tính, đôi khi cũng quyết đoán và mạnh mẽ đúng như anh nói. Ừ, cá tính. Tôi công nhận, còn sự mạnh mẽ là đôi khi thôi phải không? Dạ, có chút lạ lùng trong câu nói của Khôi Nguyên. Cá tính thường là thói quen bộc phát mạnh mẽ ra bên ngoài, còn tính cách thực sự ẩn sâu trong bên trong đôi khi lại trái ngược với cá tính đó. Cậu đã nghe điều này bao giờ chưa? Khôi Nguyên hỏi mà như cảm thán, mắt liếc nhìn chiếc ly đang xoay vòng trên tay. Con người, dù có mạnh mẽ đến đâu, vẫn luôn tồn tại sự yếu đuối trong tâm hồn mình. Tôi im lặng không nói gì. Đây là điều mà người làm anh như tôi có thể nhìn thấy ở em gái mình. Anh ta đang có ý gì khi nói với mình những điều này nhỉ? Tôi tiếp tục im lặng âm thầm đánh giá quan hết mặt của Khôi Nguyên. Nói chuyện này lại nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa. Đôi mắt Khôi Nguyên ánh lên vẻ yêu thương. Còn nhớ cái hồi Ngọc nó mới 6 tuổi, bé tí như cái ghế ba này này. Tôi thì năm đó lớp 9 rồi, nhưng chẳng biết gì. Con bé ốm nhưng đòi đi chơi công viên, vậy mà tôi cũng cho đi. Về đến nhà, ba mẹ hỏi ai đầu tiêu, thì nó cứ khăng khăng nhận là nó. Ba tôi lấy roi dọa đánh đòn nó cũng lì mặt đứng im không sợ. Cuối cùng ba tôi không đánh nó mà lôi tôi ra đánh, nó mới hòa khóc thảm thiết, xin xỏ, bà hứa sau này không dám trái lời ba mẹ nữa. Đấy chính là cá tính mạnh mẽ của Ngọc. Đó là cái nhìn bên ngoài của cậu thôi. Cũng giống với hầu hết mọi người khi nghe tôi kể câu chuyện này, nếu nhìn nhận lại, cậu sẽ thấy điểm yếu của con bé hình thành khi xuất hiện sự tổn thương từ phía người thân của mình. Điều này quả thực chính xác. Tôi thầm đồng ý với cách bóc tách vấn đề của Khôi Nguyên. Có điều nó quá trực diện nên tôi vẫn chưa thể hiểu tại sao anh ta lại đối với một người như tôi mà nói ra những điều này. Lần trước khi hỏi cậu về Ngọc, tôi cũng từng hỏi cậu nghĩ gì về trường đúng không? Dạ. Lần đó hình như cậu có nói trường và Ngọc khá đẹp đôi. Vâng. Đúng là em có nói như vậy. Lúc trước là cậu nói. Vậy bây giờ cậu có muốn nghe tôi đánh giá về chuyện này không? Về chuyện của Ngọc và anh Trường à? Tôi ngoài mặt bình tĩnh, nhưng bên trong, sự hồi hộp đã nhen nhóm trong lòng. À, cũng không biết phải nói thế nào, nhưng cá nhân tôi cảm thấy Trường không phải là mẫu người phù hợp dành cho Ngọc. Thình thịch. Lúc Khôi Nguyên nói hết câu cũng là lúc tôi nghe rõ tiếng trống ngực đang nổi loạn nơi ngực trái của mình. Sao anh lại nghĩ như vậy à? Trực giác. Là cảm nhận của bản thân tôi về em gái và về một người quen lâu năm của mình. Anh ấy vừa nói tay Trường là người quen chứ không phải là người bạn. Mình có nghe nhầm không nhỉ? Thói quen của một trợ lý giúp cho tôi có phản xạ để ý và suy xét kỹ từng lời nói của người đối diện. Câu nói người quen mà Khôi Nguyên dành cho Trường thực sự để lại khá nhiều dấu ấn trong tôi. Vậy theo cảm nhận của anh, phải là người như thế nào mới phù hợp với Ngọc? Cái này à? Khó đấy. Cái này tôi vẫn đang suy nghĩ. Còn cậu thì sao? Em làm sao ạ? Về người thích hợp với em gái tôi. Khôi Nguyên nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch. À, hiểu rõ Ngọc như anh mà còn chưa nói được, thì em làm sao có thể chứ? Vậy tốt hơn hết là hãy đợi thời gian trả lời, đúng không? Đến khi ấy hẳn là tôi sẽ thích thú lắm, nếu thằng em rể Ngọc đưa về đúng với ý của mình. Khôi Nguyên trầm giọng cười cụng ly với tôi. 3 ngày sau trở về, qua cuộc nói chuyện vừa tán gẫu vừa mang tính thăm dò với Uyên Nhi, tôi mới biết con bé đi thăm mẹ và ngủ lại chùa tối nay không về. Ngọc thì vẫn ở nhà và không có hẹn với ai. Nên tôi đoán việc bận mà cô nàng nói hôm trước,
chỉ là cái cớ cho sự giận dỗi đáng yêu của bất kỳ người phụ nữ nào. Tối hôm đó, phải năn nỉ tới gãy lưỡi, tôi mới lừa được Ngọc mở cửa cho vào. Thế một hồi ngọt nhạt à ơi, sau bữa cơm tối, tôi mới được nàng cho phép ở lại. Đêm cuối hè nên man mác có vị ngọt ngọt của gió heo may, mang theo mùi hương dịu của những khóm hoa trước ban công. Theo sương đêm và gió trời lùa vào thơm ngát cả căn phòng, hai cơ thể nóng bỏng vẫn còn quấn lấy nhau sau cơn tình ái đê mê nồng nhiệt. Em có nóng không? Anh bật điều hòa nhé. Không, anh đừng bật, em thích để tự nhiên hơn, trời cũng mát mà. Nhìn ngắm người con gái xinh đẹp nằm ngoan ngoãn trong lòng mình làm lòng tôi thấy ấm áp khôn tả. Em đẹp quá. Tôi mân mê từng lọn tóc của Ngọc. Mồ mép thế này. Vào Sài Gòn có tả lư em nào không đấy? Trong đấy gái miền Tây là nhiều lắm. Nhiều thì công nhận là nhiều thật. Nhưng mà trong lòng anh, chỉ có cô nàng này thôi. Chụt. Ừ. Cho anh xin lỗi nhé. Công việc dạo này bận quá. Được những lúc thảnh thơi, thì thời gian của mình lại vênh nhau. Em hiểu mà, chỉ là do em nhớ anh. Anh cũng vậy, nhớ em không chịu được. Vậy mà hồi tối, còn không chịu mở cửa cho anh vào. Em làm vậy, khác gì tra tấn anh. Đây, đền được chưa? Chụt, chụt, chụt. Anh sao vậy? Đang suy nghĩ gì thế? Mấy bó hoa kia. Dạ. Anh ấy cứ tặng thôi. Em không nhận không được. Trong lòng tôi bỗng nổi lên một cảm giác khó chịu. Dẫu biết như vậy là ích kỷ đối với Ngọc. Nhưng tôi không sao có thể dừng lại được. Anh giận em à? Tôi vẫn ôm Ngọc trong lòng, nhưng im lặng, không muốn nói gì. Mấy bó hoa đáng ghét của tay trường không hiểu sao cứ đập vào mắt tôi. Ngọc bỗng ngồi dậy, cô ấy dường như cảm nhận được sự biến hóa trong mắt tôi. Giờ em mới nhớ ra một chuyện. Chuyện gì vậy? Hình như từ trước tới giờ, anh chưa từng hỏi em xem em đã ngủ với trường chưa, phải không? Câu hỏi này, thú thực tôi đã từng tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi lại cố quên nó đi. Coi nó chỉ là một chuyện không quan trọng, không đáng để bàn tới. Nói một cách khách quan, trong chuyện này tôi mới chính là kẻ thứ ba, là người xen vào chuyện giữa Ngọc và tay trường, thậm chí còn là người đầu tiên của Ngọc. Hiện tại lại đóng vai giả mù ra mưa, thật giả lẫn lộn, chưa dám công khai mối quan hệ với Ngọc, thì sao tôi có tư cách để đòi hỏi quá nhiều quyền sở hữu của mình đối với cô ấy? Trên danh nghĩa lúc này thì giữa Ngọc và tay trường vẫn là mối quan hệ công khai, được gia đình, bạn bè hai bên ủng hộ. Vì vậy giả như tay trường có dùng nó để gây sức ép với Ngọc, tôi cũng chẳng còn cách nào khác là nuốt cục hận vào trong lòng và coi đó như một sự thật hiển nhiên. Tuy nhiên, khi điều hiển nhiên này được chính Ngọc đem ra hỏi, lại khiến cho tôi có cảm giác như mình đang trải qua một cuộc thử thách về sức chịu đựng của tâm lý lẫn tinh thần vậy. Anh không muốn, không cần phải hỏi là không muốn hay là không cần. Hai cái đó phân biệt cũng đâu có gì quan trọng. Vậy anh muốn biết chứ? Anh nghĩ câu trả lời là có hay là không? Anh không biết. Tôi nặng nhọc trả lời. Nếu câu trả lời là có thì sao? Thì anh sẽ như thế nào? Anh sẽ nghĩ gì về em? Về chuyện của chúng mình? Anh chẳng cần biết, cũng chẳng cần quan tâm điều gì cả. Tôi ngồi dậy rồi ôm lấy Ngọc. Như vậy là anh vẫn trốn tránh, là anh vẫn chưa dám đối diện với sự thật. Ngọc vẫn tiếp tục công kích tâm lý tôi. Được, vậy em nói đi, anh nghe đây. Nhưng dù câu trả lời là có hay không, thì tình cảm của anh vẫn trước sau như một. Anh yêu em, và em đối với anh thật lòng. Anh chỉ cần có vậy thôi. Được rồi, như vậy mới xứng là người đàn ông duy nhất của em chứ. Ngọc nhìn tôi cười trong nước mắt nhạt nhòa, ôm chầm lấy tôi xúc động. Anh ác lắm, bạn em phải hỏi như vậy, có biết làm em lo sợ và đau lòng thế nào không? Vì sao? Em sợ anh vì chuyện này sẽ lành nhạt mà bỏ rơi em nếu em nói có. Em nghịch dại lắm. Lần sau, đừng bao giờ chơi trò gò quay này nữa, biết chưa? Tra tấn nhau lắm. Tim anh nãy giờ vẫn đập thình thịch đây này. Cho chết, ai bảo to xác mà gan bé. Thế nào cũng được. Mà vừa rồi em nói vậy, có nghĩa là trường chưa bao giờ đòi hỏi em. Có chứ, nhiều là đằng khác. Vậy thì tại sao? Vì người yêu của anh lúc nào cũng một lòng một dạ nghĩ cho anh mà cự tuyệt hết lần này đến lần khác. Trong nhà giờ còn có thêm cái Nhi nữa, nên anh trưởng có muốn cũng chẳng làm gì được. Ghê nhỉ, ra là lôi cái Nhi về ở cùng là cũng có tính toán cả rồi đấy. Ai mà nghĩ rằng nghĩ bậy như anh chứ.
Đến cái Nhi đi vắng cũng biết mà lo dò lì lợm mò đến đây. Có vậy mới yêu được em chứ. Á, anh này. Tiết trời lúc này đã chính thức chuyển sang thu. Công việc dạo này có chút thư thả nên tôi mới có nhiều thời gian gặp Ngọc hơn, cũng như tính đến chuyện chuyển nhà của mình. Cách đây vài hôm, tôi có cùng trà đến thăm sếp của cô ấy. Mặc dù đã lâu không đi cùng đánh tennis vì tôi không thu xếp được thời gian, nhưng cô cháu nói chuyện với nhau vẫn rất vui vẻ. Chuyện đi chuyển lại, cuối cùng lại nói tới chuyện tìm nhà của tôi. Nói ra mới biết vừa hay gia đình cô chú ấy cũng đang dư một căn chung cư nhỏ nằm ngay trung tâm hôm nay. Người thuê trước vừa mới dọn đi nên tình trạng hiện tại là không có người ở. Vì coi tôi là người quen, lại độc thân, chỉ ở một mình, nên cô chú ấy rời lời cho tôi thuê ngay với giá vô cùng hữu nghị, coi như vừa thuê vừa trông giúp nhà luôn. Vậy là cuộc sống ở một nơi ở mới bắt đầu. Ngày đầu tiên dọn về, đồ đạc cũng không có gì nhiều, phần lớn là tôi mua thêm bên ngoài những thứ thiết yếu, sau đó là vài phút đi lại làm quen không gian nơi ở mới của mình. Ngày thứ hai, đáng lẽ cũng diễn ra bình thường như ngày thứ nhất, nếu không có một sự việc mà tôi gặp phải. Ba tê, tiền nguội, vài quả trứng trong một bữa tối công nghiệp, tay túi, sách cầm điện thoại. Tôi vừa lên nhà vừa xem lại những thứ tối nay cần chuẩn bị cho công việc ngày mai. Sáng mai có phòng kinh doanh đối chiếu số liệu, trưa cùng anh Nguyên tiếp khách, chiều lại họp với bộ phận pháp lý của công ty. Cha cha, tối nay lại bận rộn rồi đây. Ơ? Cửa chính bị kẹt, loay hoay vặn chìa, dùng lực đẩy vào cũng không được, giống như cửa đã bị chốt từ bên trong. Ai vậy? Qua lớp cửa vọng ra giọng nói lanh lảnh, cánh cửa hé mở vài giây sau đó. Anh là ai mà đập cửa mà mất lịch sự vậy? Một cô gái tầm tuổi tôi xuất hiện với thái độ chất vấn xen lẫn khó chịu. Tôi là ai? Tôi ngạc nhiên hết sức không trả lời mà hỏi ngược lại. Vậy cô là ai? Sao lại tự nhiên vào nhà người khác thế này? Tôi bước nhanh vào nhà rồi đóng cửa lại. Thùng đồ dưới nền nhà đập vào mắt làm dấy lên trong tôi nghi ngờ về thủ đoạn ngây thơ vô số tội của bọn đạo trích khi bị phát giác. Cái gì? Ánh mắt tên trộm khả ái thoáng biến sắc khi cánh cửa đóng sập lại, bước chân hơi lùi nhưng khóe miệng sau đó lại nhếch lên. À, anh là... có phải là người thuê nhà mới phải không? Thái độ biến hóa như trong chóng đến khó hiểu, tôi im lặng nhìn cô ta đánh giá. Dường như có một sự liên quan nào đó thì phải. Đợi tôi một lát. Cô ta hấp tấp rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó. Định gọi đồng bọn đến cứu hả? Tôi cười đều giả, trong lòng cũng đang ngờ ngợ đoán ra phần nào chân tướng sự việc. Cô ta nghe vậy, tức thì liếc mắt nhìn tôi, vừa lườm vừa tiếp máy. Mẹ à, vâng, con về rồi. Có cần tôi giúp không? Cảm ơn, tôi tự làm được. Ôi, vài món đồ chất như núi trong chiếc thùng cắt tông đầy áp rơi xuống sau dáng người chao đảo của Thùy Dương. Không làm được thì đừng có cố. Tôi nhặt món đồ bị rơi rồi dành luôn chiếc thùng, mặc thái độ miễn cưỡng của cô ấy. Giờ đến phòng nào? Cũng vị trí này tầng dưới. Ồ, thế là nhà tôi ở ngay trên đầu. Tôi nhún vai, kết câu cụt lùn. Thùy Dương vẫn lạnh tanh, chỉ nghiêng đầu chép miệng coi như không thèm để ý lời khiêu khích của tôi vào mắt. Cứng đây, bảo sao cô chú lại nói con bé này suốt ngày chỉ biết có công việc. Anh cứ đặt xuống đất đi, đợi tôi một lát. Nhạc điện thoại kêu đúng lúc Thùy Dương định mở cửa. Tôi đây, được thôi, anh không chịu đến lấy về thì tôi sẽ vứt hết chúng đi. Tôi tròn mắt ngạc nhiên vì tiếng quát của Thùy Dương. Một chị trong căn hộ mở cửa gần đó cũng phải ngó ra nhìn hai chúng tôi bởi tiếng quát kinh động của cô nàng. Mở cửa đi, có chuyện gì vào nhà hãy nói. Tôi nhẫn lại. Anh với tôi thì có gì để mà nói. Nhìn cô ta vô cớ giận cá chém thớt, tôi khó xử chẳng biết phải làm gì. Hướng ánh mắt oan uổng về phía chị hàng xóm cười khổ. Cô ta hậm hực mở khóa bước vào nhà một mình, rồi như thể nghĩ là hành động hơi quá vừa xong của mình mới quay lại nói với tôi bằng giọng hời hợt. Anh vào nhà đi. Để ở đâu đây? Không thấy cô ấy trả lời, tôi tự quyết định. Tôi đem vào trong. Anh mang vứt đi giúp tôi được không? Hả? Vứt hết đi. Cả cái thùng này. Cô ta không nói gì, chỉ nhìn đống đồ tôi ôm trên tay bằng ánh mắt chán trường rồi thở dài. Tất cả đây đều là đồ người yêu cô tặng. Anh giúp tôi mang vứt hết đi, tôi không muốn nhìn thấy chúng nữa. Không phủ nhận, cũng chẳng khẳng định. Khách đến nhà, ít nhất cũng phải mời người ta cốc nước rồi muốn nhờ gì hãy nhờ chứ. Thùy Dương chẳng buồn để ý đến lời châm chọc của tôi, lững thững vào trong bếp. Tôi nhàn rỗi nhìn quanh nội thất căn hộ rồi là nhìn đống đồ để trong thùng. Giờ để ý kỹ hơn mới thấy ngoài phần bên trên chỉ toàn là quần áo, túi sách, mỹ phẩm, thì phần bên dưới còn lại là thú bông và vài hộp nữ trang, trang sức, dây chuyền, nhẫn lắc. Nước của anh. Cảm ơn. Giờ cô quyết định làm gì với chúng? Thì cứ vứt đi thôi. Thùy Dương vẫn ra vẻ thờ ơ, thấy vậy tôi nhếch miệng. Thấy cô vẫn còn có vẻ tiếc tiếc. Đống đồ người yêu tặng, cô vứt hết đi cũng được, nhưng có vài thứ vẫn có thể dùng. Ai bảo anh đây là đồ người yêu tôi tặng? Cô ta có vẻ bực bội khi tôi một lần nữa nhắc tới hai chữ người yêu. Tôi cũng không cần cô phải thừa nhận.
Đống quần áo này muốn vứt đi hay làm giày lau thì tùy. Trang sức có vẻ không phải là đồ giả, thậm chí còn là đồ khá có giá trị. Đem đi cầm lấy ít tiền, cùng mấy con thú bông làm từ thiện là vừa sinh. Đồ của tôi muốn làm gì thì làm, không cần anh tính toán hộ. Thùy Dương nhìn tôi khó chịu, thấy vậy tôi thẳng thắn. Từ lúc gặp nhau tới giờ, ấn tượng có vẻ không được tốt lắm thì phải. Anh là người thuê nhà của bố mẹ tôi, hai chúng ta căn bản không có gì liên quan đến nhau. Cô tự tiện để đồ ở nhà tôi, lại tự ý ra vào không xin phép, coi nhà tôi như cái nhà kho của cô, vậy có liên quan hay không? Chẳng phải là vừa rồi tôi đã giải thích với anh rồi hay sao? Là do tôi bận công tác nước ngoài, vừa mới về nên chưa kịp liên lạc với bố mẹ tôi để biết chuyện. Còn việc tôi để đồ là từ trước khi anh chuyển đến, giờ tôi chỉ đến để lấy chúng đi, anh mất bẻ cái gì? Nhất quyết không chịu xin lỗi lại còn gây cổ với mình. Hình như tôi đang làm cô tức giận thì phải. Tôi rông dài, tay lại mân mê sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn vàng. Cô ta thấy vậy liền nhếch mép, vẻ khinh khỉnh hiện dần trên nét mặt. Anh muốn mấy thứ này phải không? Nếu muốn cứ việc lấy, tôi cũng chẳng quan tâm anh làm gì với chúng đâu. Ok, coi như nãy giờ nói nhiều cũng không vô ích. Giờ anh về được rồi chứ? Tôi vừa đi xa về nên muốn nghỉ ngơi. Chưa ăn gì đã ngủ rồi hả? Anh có vẻ thích quản việc của người khác nhỉ? Thôi được rồi, dù sao cũng cảm ơn anh chuyện này. Thùy Dương vừa nói vừa bước ra cửa, tôi hiểu ý, ôm đống đồ đứng dậy. 1 giờ sau. Lại là anh à? Có chuyện gì không vậy? Thùy Dương mơ màng ngáy ngủ, lập tức tròn mắt sau khi mở cửa. Có chút đồ tôi vừa nấu. Cô thấy đói thì ăn. Thôi, tôi về đây. Tôi đưa cặp lồng thức ăn cho cô ấy. Đồ ăn, nhưng tôi không. Vậy cảm ơn anh. Thùy Dương lưỡng lự, nhưng thấy tôi có ý muốn về, nên anh miễn cưỡng tiếp nhận. Mà đống đồ kia, anh xử lý thế nào rồi? Cô có vẻ giống tôi nhỉ? Là sao? Cũng thích quản việc của người khác nhỉ? Tôi cười hình hạch rồi bước đi, bỏ lại khuôn mặt ngày một ngắn tủn và chút khó coi của Thùy Dương. Sáng hôm sau, theo đúng lịch trình công việc, tôi đem yêu cầu của Khôi Nguyên xuống phòng kế hoạch, kinh doanh, đối chiếu số liệu trong mặt kế hoạch của họ với giải trình của phòng tài vụ. Giáp mặt những con người cũ ở đây từ lâu đã không còn là điều khiến tôi phải bận tâm. Công việc đang vào thời điểm tăng tốc, cùng lúc khởi động, hoàn thiện và kết thúc nhiều dự án, nên tôi luôn đặt công việc lên hàng đầu. Từ ngày làm trợ lý cho Khôi Nguyên, vô hình chung tôi lại phát triển thêm cho mình những kỹ năng mới như khả năng đánh giá, phác thảo văn bản hợp đồng hay là những kiến thức căn bản về pháp luật, pháp lý. Phòng tài vụ đánh giá tương đối lạc quan mức độ khả thi của bản kế hoạch lần này. Về điều này chắc anh Nguyên cũng đã được bên đó báo cáo lại rồi phải không? Tay trường hỏi tôi trong cuộc họp. Đúng là giám đốc đã xem báo cáo. Về phần đối thủ cạnh tranh, mặc dù số lượng đơn vị đăng ký tham dự đấu thầu lần này không phải là ít, nhưng chỉ có vài công ty là có đủ thực lực thực sự. Trong đó có đối tác y của Gia Huy. Anh nói cụ thể hơn một chút được không? Ngọc hỏi tôi. Thực tế về lý thuyết lúc này có 5 công ty có khả năng cạnh tranh lớn nhất với chúng ta. Nhưng theo thông tin thu thập được thì có tới 3 công ty tính toán sẽ không bỏ ra quá 40-45% vốn lưu động của họ. Nên mức độ uy hiếp về lý thuyết là có, nhưng không thực sự mạnh. Công ty Z của Trần Nam, thực lực lớn nhất, lại có kinh nghiệm và uy tín về chạy thầu. Nhưng họ cùng chúng ta đã đang xây dựng mối hợp tác trong hàng loạt dự án nhà ở xã hội sắp tới. Có thể bằng quan hệ mà ăn chia trong vụ thầu này. Chưa kể những gói sản phẩm bất động sản mà Z đầu tư vào trước đó đã ngốn một lượng lớn vốn lưu động. Vì vậy lần tham dự thầu này của họ có lẽ mang tính hình ảnh nhiều hơn là cạnh tranh. So sánh như vậy tính ra chỉ còn Y, vừa là đối tác, vừa lại là đối thủ đáng gờm nhất của chúng ta. Vinh, team leader mới lên tiếng. Nói vậy cũng đúng, nhưng theo tình hình hiện tại thì cũng chưa chắc. Tài trưởng thấy tôi trầm giọng bèn giải thích. Dự án cải tạo công trình, hợp tác chung của 2 công ty, theo kế hoạch cũng sắp đến thời điểm kết thúc rồi. Vừa khéo sao lại đúng vào thời điểm nước rút đấu thầu lần này. Được rồi, đó là về đối thủ. Dự án đấu thầu lần này còn một vấn đề nữa, giám đốc Nguyên muốn mọi người chú ý. Theo như cuộc họp cổ đông bất thường vừa qua mà anh Trường cũng đã biết, ban hội đồng đã quyết định giảm số vốn huy động dành cho dự án này. Tay trưởng nghe tôi nhắc lại chuyện này liền nhăn mặt. Vấn đề này quả thực đã được sự đồng thuận của ban hội đồng. Có điều lý do giữ vốn dự trữ ở mức an toàn mà anh Nguyên đưa ra có vẻ không được hợp lý cho lắm. Nhất là trong tình thế dòng tiền huy động và nguồn vốn tự bổ sung mà bố tôi kéo về vẫn đang ở mức ổn định. Ổn định để mở mắt leo cao, xong đến lúc các đối tác tín dụng đồng loạt chặn dòng tiền thì thành trèo cao ngã tan xương còn gì. Tôi âm thầm tính toán, ngoài mặt vẫn bình thản. Vấn đề này chắc hẳn anh Nguyên phải có lý do gì mới đưa ra, vì bản thân nó cũng được phòng tài vụ tính toán phần nào rồi. Nếu anh có gì thắc mắc, tôi sẽ chuyển lời đến anh ấy. Không cần. Nếu thấy cần thiết, từ tôi sẽ liên lạc. Được rồi. Việc đối chiếu số liệu xong rồi. Cậu còn có yêu cầu nào nữa không? Đủ rồi. Cuộc họp dừng ở đây được rồi. Dạo này hao ai quá anh ơi. Uyên Nhi cười với tôi khi cả hai rời phòng họp đi về phía hành lang. Anh chỉ làm việc của mình thôi mà.
kế hoạch khai thác yêu cầu của đối tác team em làm đến đâu rồi? Xong hết rồi anh, bản kế hoạch phòng em trình bày lần này một phần cũng dựa trên mặt cân đối yêu cầu của chủ đầu tư mà anh. Ờ, anh có xem qua rồi, team em làm cũng nhanh đấy chứ. Một phần là nhờ anh Vinh đấy anh. Vinh, có phải anh chàng lính mới đó không? Anh nhớ là anh ta làm trưởng nhóm cũ của anh mà. Vâng, nhưng anh Trừng cho phép anh ấy hỗ trợ các team khác anh ạ. Mà công nhận anh ấy có năng lực rất khá, từ ngày được trao thêm quyền, cảm giác anh ấy như trưởng nhóm chung của cả phòng vậy. Mọi người cũng vì vậy mà làm việc quy củ hơn. Ghê ta, vậy là quyết định đá đít anh có vẻ hiệu quả rồi. Ai, tự ti tủi thân quá. Trời ơi, em xin lỗi, mới có nói vậy thôi, làm gì mà mặc cảm ghê gớm vậy. Anh cũng có thế mạnh riêng của mình mà. Cái chính là anh Vinh thành công là vì có sự đảm bảo của anh Trường, người nào cũng nghe rẻ anh ấy, nên anh ấy nói ai cũng dễ hơn. Thôi, em khỏi cần biện hộ, em càng nói chỉ càng làm anh tự ti hơn thôi. Cách tốt nhất là đãi anh bữa trưa, để anh giải tỏa đi. Ôi, em cũng muốn lắm, nhưng chẳng phải trưa nay anh phải đi gặp khách cùng anh Nguyên mà, với lại em cũng... Mình đi chưa em? Ô, chào anh Tuấn. Vinh thình lình xuất hiện ở đoạn rẽ. Chào anh. Thôi, em đi trước nha, bye bye anh. Ánh mắt Nhi dường như tươi hơn khi gặp Vinh, miệng vừa cười vừa nói, nhanh nhẩu tạm biệt tôi, nhưng muốn rời đi nhanh nhất có thể. Sắp dính về lưới tình rồi em ơi, tôi cười thầm trong lòng. Đối tác mà trưa nay chúng tôi gặp không ai khác chính là Trần Nam, người thừa kế chính và cũng là người tạm quyền lãnh đạo hiện tại của công ty Z. Trần Nam nói, Khôi Nguyên, điều kiện thế này, có khác gì là các cậu ép chúng tôi chứ? Không hề, nếu cậu đọc kỹ lại, sẽ thấy những lợi ích bên trong. Gì nữa đây, lại còn có cả lợi ích ẩn cơ à? Tôi không đủ thâm sâu để nhìn mọi thứ như cậu đâu. Trần Nam lắc đầu cười. Tôi nói, anh Nam à, trong điều khoản hợp tác có phần xử lý đòn bẩy tài chính, điều này trước đó công ty hai bên đã từng thảo luận, hẳn là anh vẫn còn nhớ. Phải, tôi vẫn nhớ. Vâng, lợi ích của thỏa thuận chính là ở mấu chốt này. Công ty X muốn có thêm phần trăm lợi nhuận từ dự án là vì giá trị cơ hội chúng tôi có thể tạo ra cho Z. Giá trị cơ hội? Trần Nam hỏi. Tất nhiên rồi, phần xử lý đòn bẩy ở đây chính là nguồn hỗ trợ dòng vốn lưu động tạm thời mà bên tôi có thể kéo về cho cậu thông qua chính kênh hợp tác này. Khôi Nguyên trả lời. Vậy có khác gì bóp vốn hỗ trợ của chúng tôi đâu? Tôi liền nói, nếu anh cảm thấy không yên tâm về dòng tiền này, chúng tôi có thể hỗ trợ đầu tư dưới hình thức cổ đông góp vốn. Ý các cậu là muốn mua lại cổ phần của chúng tôi? Trần Nam nhếch miệng cười. Hẳn là thế rồi. Khôi Nguyên ngả người vào thành ghế cười theo. Quả nhiên là làm ăn, không ai là không có thủ đoạn. Trần Nam cười. Cậu nói vậy e là hơi nặng lời rồi. Việc này chỉ đơn giản là tôi đưa ra các lựa chọn, mọi quyết định còn lại là tùy ở cậu. Ấn đường của Trần Nam khẽ nhăn, lộ vẻ đăm chiêu. Tôi nói, thực sự nếu việc hợp tác này thành công thì lợi ích hai công ty đạt được sẽ rất to lớn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ để Z hoàn thành dự án, bù lại Z chia sẻ lợi nhuận với chúng tôi sau khi thành quả thu về. Vẹn cả đôi đường, Khôi Nguyên cùng tôi thuyết phục. Các cậu hẳn cũng biết, ngoài các cậu, chúng tôi cũng có không ít các công ty khác muốn hợp tác. Họ chắc chắn không chịu được mức lợi nhuận mà bên tôi đưa ra, Khôi Nguyên nói. Có vẻ tự tin quá nhỉ? Trần Nam cười nắn gân. Chỉ dựa trên cơ sở mà tôi nắm được thôi. Gián điệp kinh tế à? Tôi nghĩ thầm. Thôi được rồi, Trần Nam cười. Cho một kết luận cụ thể hơn đi, ông bạn cũ. Bên cậu lo phần hợp đồng, pháp lý trước đi. Tôi sẽ về bàn lại với hội đồng công ty để chốt ngày ký kết, Trần Nam nói. Quyết đoán như vậy mới đúng là Trần Nam mà tôi biết chứ. Khôi Nguyên phấn khích bắt tay Trần Nam. Ơi, thôi đi. Giờ tôi chỉ muốn dùng cho xong bữa trưa rồi về nhà nghỉ ngơi thôi. Ở gần cậu ám mùi tiền nặng quá. Tiền là món hết thảy mọi người đều thích đấy. À, mà còn chuyện sức khỏe bố cậu. Sau đợt ốm vừa rồi, giờ đã đỡ hơn chút nào chưa? Ừ, cũng không có gì đâu. Sức khỏe của người già mà, cậu biết đấy. Cũng may là ông bà đẻ được hai cậu quý tử giỏi giang. Nhưng lúc khó khăn thế này mới thấy con cái quan trọng như thế nào. Khỏi tâng bốc tôi đi. Nói thằng Hoàng còn có lý. Chứ tôi để cậu ép tới mức này thì có tài cán gì đâu. Cậu hà mình như vậy là kéo tôi xuống cùng đấy, biết chưa? Mà Trần Hoàng thì khi nào về vậy? Cũng sắp rồi. Nó du ngoạn trải nghiệm mùi kiếm tiền bên Tây thế là đủ rồi. Vậy là sắp tới cả hai anh em cùng song kiếm hợp ích. Tương lai Z sau này hẳn là sẽ sáng lạn lắm đây. Trần Hoàng à? Tôi vừa ăn, vừa lưu tâm cái tên này trong lòng. Chiều muộn, sau cuộc họp với bộ phận pháp lý của công ty. Cả nào, chăm chỉ vừa thôi Tuấn, dạo này tôi bắt đầu thấy hơi lo cho cậu rồi đấy. Sao hả anh, em làm việc vẫn chưa đủ tốt ạ? Cậu đây biết, cái gì quá cũng không phải là tốt, tốt quá cũng vậy.
những việc tôi giao cậu đều hoàn thành rất tốt. Cái tôi cần bây giờ không phải bắt cậu làm tốt hơn nữa, mà tôi cần cậu duy trì sự hiệu quả hiện tại. Dạ. Có nghĩa cậu phải đảm bảo được sức khỏe của mình. Tôi biết công việc gần đây khá nhiều. Cậu lại là người tham công tiếc việc, nhưng đừng cố quá nếu không thể. Thấy cạn năng lượng, cứ xin phép nghỉ ngơi. Đến khi nạp đầy, lại tiếp tục. Cậu nên biết đây là thời điểm vô cùng quan trọng. Cậu mà gục là kéo tôi gục theo đấy. Hiểu rồi chứ? Vâng, em hiểu. Quan trọng vậy sao? Tôi nghĩ thầm trong lòng. Uống nốt rượu đi, tôi cho cậu xem cái này. Hai ly rượu trống trơn. Khôi Nguyên mở két đem một số tài liệu hợp đồng báo cáo văn bản để lên mặt bàn. Trong số đó có một số tài liệu khiến tôi để ý vì nó liên quan đến công ty tư vấn, thiết kế và xây dựng. Công ty này sau đợt càn quét của Tổng Thanh tra cách đây một năm, mặc dù đã rất nỗ lực tái cơ cấu toàn diện, nhưng kết cục cuối cùng vẫn phải nộp đơn phá sản. Mà nội dung trong tài liệu này lại đề cập đến việc thu mua lại những lô đất vàng trôi nổi của công ty đó. Những lô đất này chẳng phải hiện tại đã bị các cơ quan chức năng phát giác để sắp tới đưa vào đấu giá hay sao? Anh ta có ý gì khi cho mình xem những thứ này nhỉ? Cậu cũng để ý đến tài liệu đó à? Khá lắm. Cái này... Đang thắc mắc vì sao tài liệu này lại có trước khi mấy lô đất đó bị phát giác đúng không? Dạ. Cậu còn nhớ chuyến công tác Đà Nẵng năm ngoái chứ? Vâng, em vẫn nhớ. Đúng thời gian đấy, báo chí kinh tế dùm beng vụ công ty này bị thanh tra. Ở khách sạn chúng ta cũng bàn chuyện về công ty này, thậm chí luật sư đã nói về những lô đất này ngay ngày hôm đó. Vậy là anh đã dự đoán trước được sự việc này, nhưng sao mấy lô đất đó hiện tại lại... Vấn đề nằm ở chỗ ấy. Khôi Nguyên cười gằn. Lý do đầu tiên khiến cậu trở thành trợ lý của tôi không phải vì cậu xuất sắc, mà là vì tay trợ lý cũ của tôi đã bán thông tin này ra bên ngoài. Cậu chắc cũng đã nghe về tin đồn này. Em có nghe. Chỗ cậu đang ngồi hiện tại với những thứ đang bày trên bàn giống hệt cách đây một năm. Tay trợ lý lâu năm tưởng như cánh tay phải đắc lực đó, vì một quyết định sai lầm tôi đã giao cho hắn xử lý chi tiết tài liệu này. Và cũng chỉ vì sai lầm đó, công ty đối thủ mua thông tin của hắn đã phá ngang kế hoạch tính trước nửa năm trời của tôi. Thời điểm tôi chọn cậu làm trợ lý tạm thời ở Đà Nẵng chính là thời điểm tôi tạo điều kiện cho hắn xử lý bộ tài liệu này. Thì ra nguyên nhân là vậy. Cảm giác bị một người thân cận phản bội thực sự là một cảm giác khó có thể bình tĩnh. Hoàn cảnh của cậu ngay lúc này cũng giống như tay trợ lý đó vậy. Chỉ khác bộ tài liệu này giờ không còn giá trị gì nữa. Nó chỉ mang giá trị nhắc nhở tôi không được quên bài học về lòng trung thành và sự phản bội. Nói với cậu những điều này, tôi chỉ hy vọng ở cậu một sự khác biệt. Em sẽ không giống như trợ lý cũ của anh. Em có thể chắc chắn điều này. Dù đã hiểu cách khơi dậy lòng tin của Khôi Nguyên, nhưng quả thực tôi vẫn bị những lời nói của anh ta thuyết phục. Trở về từ công ty, tôi gặp Ngọc đang ở sân ngay trước chung cư đợi mình. Đúng chất xe Đức có khác, lái thích thật. Tôi phấn khích vần vô lăng con A4 trên đường. Anh thích thì cứ lấy xe mà bổ túc, suốt ngày mượn con vay hốt của anh Mạnh làm gì rồi lại kêu chán. Con đấy là hàng cắm hết hạn, anh Mạnh chưa đẩy đi được, nên thỉnh thoảng anh mượn đi chơi chút thôi. Ngọc nghe vậy liền quàng tay béo má tôi. Có thời gian lấy xe đi chơi, mà lại chẳng có thời gian đi chơi với em. Tối nay mà em không đến, chắc anh cũng chẳng chủ động tìm em đâu nhỉ. Ừ thì anh bận quá nên cũng chẳng nghĩ được nhiều. Thế là anh quên em luôn. Làm gì có, ngày nào giờ nào phút nào, anh chẳng nghĩ đến em. Dẻo mọ, Ngọc hết cắn má lại đến cắn môi tôi. Chỗ này vắng người nè em. Tôi cho xe dừng hẳn rồi tắt máy. Thì sao cơ? Chưa nói hết câu, Ngọc đã bị tôi đè lấn xuống ghế sau. Anh đền bù cho em nhé, được chưa? Anh, khoan, định làm luôn trong xe à? Em không muốn thử à? Em... Thấy Ngọc lưỡng lự tôi lấn tới. Mặc kệ em, anh thì không chịu được nữa rồi. Trở về nhà sau khoảng thời gian ngọt ngào vừa có với Ngọc, tôi lập tức trở thành một thằng ngốc. Khi không hiểu sao, từ bảo vệ hầm xe, chỉ lao công tòa nhà, cho đến hai cô gái đi chung thang máy nãy giờ cứ hết nhìn trộm, lại đến tùm tìm cười. Thôi rồi Ngọc ơi. Nhìn qua gương thang máy, vết son trải quanh má thành một vệt mờ đầy vẻ tình ái ám muội. Trên cổ và vai áo sơ mi trắng tinh cũng chấm phá bằng hai nụ hoa chúng chím phớt hồng. Bình, tầng đâu đã hết đen bạc, vừa bước ra khỏi thang máy, tôi lại gặp ngay cô ta đang lọ mọ đứng bấm chuông trước cửa nhà mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 32 của Dòng Đời Nổi Trôi. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 33. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.